Vâng, chào các bác, hôm nay về tiếp tục một cặp Nokia 8910, cái đó là 890 thường một cắt cháy và 890i, tất cả đều riêng viên cây, cáp đỏ, chuẩn mây, chuẩn cốt và còn khoảng 90% độ đẹp cho các bác nhé. Có hao mòn nhưng hao mòn không đáng kể. Đây là một cây cắt cháy, cơ cáp phải nghĩ rồi, một vài vết xước lông mèo cấn, còn lại xước ngành ngạo Gucci. Cái máy này mang bộ suy mê cuối là 8098, máy này sản xuất ngày 25 tháng 10 năm 2002 các bác nhá. Nokia 8910 thường màu cắt cháy. Cơ cáp quản lý có pin của Nhật, kim mây của nó 8098, cáp đỏ cái dán thôi. Đây là một cây 890i, có hao mòn nhẹ nhưng không cấn móp nữa. Cây này cũng vậy, cây này mang bố tui mây cuối là 8288, được sản xuất ngày 2 tháng 7 năm 2003. Còn lại của Hungary, email của nó 8288, cấp độ không gian, xương ngành ngạm nguyên chi. Còn phải nghĩ các bác nha. Đối với hai cây máy như này đều là zin nguyên cây, xấu đẹp là tùy theo thời gian thôi nhé, hao mòn tự nhiên theo thời gian, cháy sức nhẹ, chuẩn mây chuẩn cốt và cáp đỏ, cơ cáp phải nghĩ rồi. Hai cây máy này em đang bán lẻ, 890i giá 6,5 triệu, 890i một cắt cháy giá 5,5 triệu, lấy cả hai cây đổ đồng về 10 triệu các bác nhé, lấy cả hai cây đổ đồng về 10 triệu. Tất cả hàng hóa bên em được bao toàn quốc. Nokia 890i màu cắt cháy giá 5,5 triệu, Nokia 890i giá 6,5 triệu.
lấy cả hai cây đổ đồng về 10 triệu, tất cả đều bao dài 1 tháng, bỏ anh 6 tháng. Ok, cảm ơn các bác coi video.